Đạt Di và Du Uyên chia tay ồn ào, tìm cách hạ bệ nhau, nhà gái còn bị để lại một đống nợ. Từng là một đôi tri âm trong âm nhạc, Đạt Di và Du Uyên từng gây chú ý với Bánh Mì Không và sau đó là Gói Xôi Vội. Cả hai cũng đã bắt tay nhau để cùng thành lập công ty Zintertainment nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Cả hai luôn dành những lời tốt đẹp cho đối phương khi cùng xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên đó đã là câu chuyện của quá khứ. Còn giờ đây, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi, chia tay một cách vô cùng ồn ào và tìm cách hạ bệ đối phương trong câu chuyện của mình. Cụ thể, vào tối 26 tháng 4, trên trang cá nhân của mình, Du Uyên đã đăng tải bài viết với dòng caption ngắn gọn, để lại một đống nợ thì có kèm với ba ảnh chụp màn hình. Khi đọc sơ qua lúc ban đầu, công chúng khó có thể hiểu rõ ý tứ của cô nàng là gì sau khi sâu chuỗi các bức ảnh chụp màn hình với nhau. Chúng ta có thể hình dung rằng Đạt Di sau khi chia tay đã để lại kênh YouTube lẫn trang Facebook Zintertainment đều có các chỉ số tương tác khá cao lại cho Du Uyên sử dụng. Nhiều trang cộng đồng đã trích dẫn lại thông tin trên và dành lời khen cho hành động văn minh của Đạt Di hậu chia tay. Song, Du Uyên đã chính thức lên tiếng và khẳng định thứ cô được để lại là một đống nợ chứ không phải một món quà như nhiều nơi đưa tin. Du Uyên qua đó cũng chia sẻ ba bức ảnh chụp màn hình, thể hiện rõ thông tin. Không những không để lại kênh YouTube hay Facebook lại cho người yêu cũ mà Đạt Di cũng đã xóa quyền quản trị của Du Uyên trên trang Facebook chung của hai người. Chưa dừng lại ở đó, Du Uyên cũng chia sẻ lên Instagram về đoạn tin nhắn mà Đạt Di gửi cho cô. Theo đó, có thể thấy Đạt Di đã dùng những lời lẽ thô tục và bạo lực với Du Uyên, thậm chí còn đe dọa sẽ đấm cô. Đoạn tin nhắn khiến cộng đồng mạng không khỏi sốc trước cách mà Đạt Di nói chuyện với người yêu cũ. Sau đoạn tin nhắn trên, Du Uyên cũng đăng tải dòng caption ẩn ý nhưng netizen thừa biết là dành cho ai, định tỏ ra mình là người đáng thương bị hại đến bao giờ vậy. Còn phía Đạt Di hoàn toàn im lặng về chuyện tình cảm. Anh chỉ khoe kênh YouTube mới, kêu gọi người hâm mộ chờ đợi những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình. Vào hôm 25 tháng 4 vừa qua, Du Uyên xác nhận đã chia tay với Đạt Di sau hơn 3 năm gắn bó. Trước đó, nghi vấn cặp đôi đường ai nấy đi cũng được cư dân mạng đưa ra khi mà quãng thời gian gần đây, dân tình không còn thấy bộ đôi xuất hiện cùng nhau hay ra mắt sản phẩm âm nhạc chung. Nghi vấn càng được đẩy lên cao hơn khi vào ngày 23 tháng 4, Du Uyên đã đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý đề cập đến việc người cũ gây bất lợi cho cuộc sống và công việc của cô sau khi chia tay. Điều đáng nói, ở cuối status, Du Uyên đã đề cập đến một cái tên viết tắt NTD, được cho là tên thật của Đạt Di, Nguyễn Tấn Đạt. Du Uyên và Đạt Di từng được biết đến là một trong những cặp đôi ăn ý của Vpop. Sự tan rã của cả hai khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình này và cho cả những sản phẩm mà Đạt Di và Du Uyên từng kết hợp trước khi chia tay. Có thể nói bộ đôi Du Uyên và Đạt Di đã mang đến cho khán giả rất nhiều sản phẩm ấn tượng. Việc Du Uyên và Đạt Di không thể cùng nhau bước tiếp trong chuyện tình yêu cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động âm nhạc. Cả hai cũng sẽ không thể hợp tác và cho ra nhiều bài hát hay như thế.